Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Thân Food. Đây là món xôi xoài, món ăn rất nổi tiếng của người Thái Lan luôn các bạn. Với cách ủ xôi độc đáo, cho phần xôi dẻo mềm, thơm béo từ trong những hạt nếp luôn. Xôi được ăn kèm với nước cốt dừa nè, mè rang và xoài tươi á, vô cùng hấp dẫn luôn các bạn. Nếu các bạn nào thích món xôi xoài này, xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Nguyên liệu cho món này vô cùng đơn giản luôn. Mời các bạn cùng tham khảo ở phần phụ đề á, và mình cũng đính kèm chi tiết trong phần mô tả nhé. Mình sử dụng 500g nếp. Nếp các bạn có thể sử dụng tùy cái loại mình thích. Và trước khi đem ngâm á, mình sẽ đi vo rửa sạch phần nếp này trước nha các bạn. Sau khi đã vo rửa sạch rồi á, mình cho nước và mình ngâm. Các bạn cứ cho cái lượng nước đầy ngập với cái phần nếp là được. Và mình ngâm phần nếp này khoảng 4 giờ. Thêm vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối á, cho mình ngâm thời gian lâu nó không có bị chua các bạn. Và sau khi mình ngâm 4 giờ xong á, mình sẽ xả lại và mình để cho nó ráo nước nha. Và phần xôi hôm nay mình sẽ không có hấp mà mình nấu bằng nồi cơm điện. Mình sử dụng khoảng vài cái lá dứa á, mình cắt ngắn bằng cái đáy nồi á, mình lót đều ở dưới đáy nồi luôn nha các bạn. Mình thêm lá dứa để nó phần xôi nó thơm hơn nè. Và thường nấu cơm á thì phần đáy nó không có cơm cháy nhưng mà nó vẫn có một lớp cơm hơi cứng ở dưới á. Mình lót cái phần lá dứa này để hạn chế cái phần đó luôn. Lót lá dứa xong mình cho hết phần nếp mình đã ngâm 4 giờ và để ráo nước nè. Mình cho hết vào đây luôn. Với cách mình nấu xôi bằng nồi cơm điện á, các bạn có thể không cần ngâm nếp cũng được. Mình chỉ cần vo rửa sạch mình cho vào nồi mình nấu luôn. Nhưng mình thấy ngâm nếp trước á, hạt nếp nó chín mềm dẻo đều hơn nha các bạn. Và nó khác ở chỗ là nếu mà ngâm nếp trước thì cái lượng nước cho vào nó sẽ ít hơn. Mình cho hết phần nếp vào nồi rồi nè. Và 500g nếp á, mà mình đã ngâm 4 giờ thì các bạn chỉ cần cho 400ml nước. Còn nếu mà các bạn không ngâm á, thì các bạn cho luôn 500ml nước nha. Các bạn có thể để ý nhìn thấy nè, do là nếp này mình ngâm rồi nó đã ngậm đủ nước rồi đó. Nên cái phần nước mình cho vào là nó không có phủ qua phần nếp. Còn nếu mà các bạn không ngâm á, thì phần nước nó phải phủ qua luôn là 500ml. Còn này mình sử dụng chỉ 400ml thôi. Mình cho vào nồi mình nấu luôn. Cái nồi của mình á cũng có chức năng nấu nếp nhưng mình không cần nha các bạn. Chỉ cần nồi thường cũng được. Nồi cơm nào nấu cũng được hết. Mình cho vào rồi mình cứ bấm nút mà nấu một lần bình thường như cơm trắng mình thôi. Và đây là phần xôi mình đã nấu xong rồi các bạn. Mình sẽ đảo sơ lên nha. Mình đảo sơ lên rồi mình múc lấy phần xôi này ra ngoài luôn. Trong thời gian đó thì mình cũng loại luôn cả cái phần lá dứa trong xôi ra luôn nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Phần xôi rất là dẻo mềm, rất là ngon luôn á. Nhưng mình còn một công đoạn nữa là mình đi ủ phần xôi này. Xôi xoài đúng kiểu Thái là mình phải ủ với nước cốt dừa. Bởi vì phần xôi á, cái hạt xôi á, nó mới dẻo mềm nè. Và nó béo ngọt từ trong những hạt nếp luôn. Và mình cho cái phần xôi ra ngoài rồi, các bạn không cần để nắp nha. Mình để cho phần xôi này nguội bớt. Lưu ý là chỉ để nguội bớt thôi, chứ không cần nguội hẳn. Nên trong lúc này mình tranh thủ đi nấu nước cốt dừa để mình ủ luôn. Với lượng xôi như vậy á, mình sử dụng 300ml nước cốt dừa. Và 150g đường. Lượng đường này là mình sử dụng là ngọt vừa đó. Người Thái người ta ăn đường hơi nhiều. Nếu đúng kiểu Thái luôn nó sẽ tăng thêm đường nữa nha các bạn. Và mình cho vào 1/3 muỗng cà phê muối nè. Mình khuấy đều lên, bắt lên bếp nấu với lửa nhỏ. Khi nào mà nó vừa sôi lăn tăn là được. Với phần nước cốt dừa để ủ này mình sử dụng là 300ml. Và 150g đường là mình đã giảm lượng đường cho hợp với khẩu vị của mình hơn. Nếu các bạn muốn mà đúng cái khẩu vị Thái luôn á, là mình sử dụng 200g đường luôn nha. Mình nấu phần này với lửa nhỏ cho nó tan hết đường nè. Và cho nó nóng bốc hơi lên và nó sôi nhẹ bên thành nồi là mình có thể tắt lửa được rồi. Các bạn không nên nấu sôi bùng lên nha.
Trở lại với phần xôi nè, mình đã để cho nó nguội bớt rồi. Các bạn thấy nó không còn bốc khói nữa là được. Nguội bớt là không cần phải cho nó nguội hẳn. Và mình cho cái phần nước cốt dừa còn nóng nè, mình cho vào luôn. Mình cho vào từ từ thôi, có thể mình chia làm 2-3 lần. Mình cho vào, mình đảo đều lên. Lưu ý các bạn là nếu mà xôi nó phải nguội bớt thì mình mới cho nước cốt dừa nóng vào nha. Còn nếu mà xôi mà các bạn mới bới ra thì cái nước cốt dừa phải nguội mới được. Lưu ý là một cái nóng, một cái nguội. Hai cái nóng hết cũng không được, mà hai cái nguội hết cũng không được. Nếu mà hai cái nóng hết á, thì phần xôi nó sẽ dễ nhão dữ lắm. Còn mà hai cái nguội hết á, thì nó không có thấm hút được á. Thì khi mà ủ xong nó phần xôi các bạn nó dễ bị bời rời nha. Khi mà mới cho hết nước cốt dừa vào, các bạn sẽ thấy phần xôi này nó hơi nhão. Nhưng mà an tâm, khi mình ủ xong á, nó sẽ ráo lại. Và có cái nữa là xôi xoài của Thái thì nó sẽ dẻo mềm và nó hơi nhão hơn cái xôi Việt Nam mình. Cho hết nước cốt dừa vào, các bạn đảo đều để cho phần xôi nó thấm đều nước cốt dừa. Và cũng nhẹ tay thôi để nó không có nát cái phần nếp á. Và mình sẽ bọc cái màng bọc thực phẩm lại hoặc là đậy nắp. Mình ủ phần này khoảng 15 phút. Mình ủ trước lần 1 hoặc là khoảng 15 phút nha các bạn. Sau khi ủ được 15 phút á, mình mở ra, mình đảo sơ lên một lần nữa. Lúc này thì nó đã thấm vào gần hết rồi đó. Mình chỉ đảo sơ lên thôi. Này các bạn, nó ráo hơn lúc nãy rồi nè, thấy không? Chỉ mới 15 phút thôi. Mình đảo sơ lên á, tiếp tục mình bọc màng bọc thực phẩm lại. Và mình ủ thêm 30 phút nữa là mình có thể thưởng thức được rồi đó các bạn. Và trong thời gian chờ, mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa ăn kèm nè, cũng như mình gọt xoài sẵn luôn. Nước cốt dừa ăn kèm mình sử dụng 200ml nước cốt dừa nè và 30g đường. Thêm 1/4 muỗng cà phê muối. Và mình tạo cái độ sánh sệt á, mình thêm 1 muỗng cà phê bột bắp. Mình khuấy cho tan phần bột trước nha các bạn, rồi mình bắt lên bếp vẫn nấu với lửa nhỏ. Mình nấu lửa nhỏ, khi nào mà nó sôi nhẹ lên á, mình thấy phần nước cốt nó sánh lại cho sôi nhẹ bên thành nồi là mình tắt lửa được rồi. Nấu nước cốt dừa thì lưu ý là không nên nấu cho nó sôi bùng. Nè, vậy là được rồi nè các bạn, mình đã xong phần nước cốt dừa nè. Nó nguội, nó còn đặc hơn nữa nha. Đây là phần xôi mình đã ủ đủ thời gian nè các bạn. Nó rất là dẻo mềm luôn á. Đối với xôi á, dù các bạn có cho vào hộp nè và cho vào ngăn mát với thời gian ngắn thì hạt xôi nó cũng cứng lại. Nhưng với cách ủ nếp này á, dù các bạn có để qua đêm á, nó cũng không có hề bị cứng luôn, cũng dẻo mềm y như vậy. Nhưng do món ăn này á, có nhiều nước cốt dừa đó, nên mình khuyên là chỉ dùng trong ngày thôi nha. Mình không có khuyến khích bảo quản nha các bạn. Xôi sau khi đã thành phẩm, mình có thể ép vào chén nhỏ nè, và mình bày ra dĩa. Và tất nhiên là không thể nào thiếu xoài rồi. Phần nước cốt dừa mình có thể dọn kèm nè, hoặc là mình nếu dùng liền thì mình chan lên luôn. Và nhất định không thể thiếu đó là mè trắng rang. Phần mè thì mình sẽ rắc lên phần nước cốt dừa nè. Vậy là món xôi xoài với cách ủ xôi đúng chuẩn kiểu Thái của mình đã hoàn thành rồi nè. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử theo cách này sẽ thấy sự khác biệt. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nếu thích, nhớ cho anh xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn video sau.